Vâng, Nhất Long Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một con âm ly của hãng Marantz, có model là 1200. Đây là con âm ly mà sản xuất tại Mỹ nhé, chứ không phải sản xuất tại Nhật. Tất cả các vỉ linh kiện là màu xanh và âm ly là chạy bằng 8 con sò nhôm Motorola. Đây là phiên bản là sản xuất tại Mỹ chứ không phải sản xuất tại Nhật nên chất âm rất là hay. Đấy, và âm ly là em đã bật nguồn sẵn và em đang để đường tuner. Đấy, đang để đường tuner và giờ em sẽ test video để cho các bác xem, bác nghe thử chất âm rất là hay, anh hợp với dòng JB AR anh được hết. Rất là đẹp, máy rất đẹp và âm ly G 100%. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời mênh mông lại về bên em. Ngày gió mưa không còn bên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một hồ lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê văn quanh, dù bao tháng năm đau thương dần vui. Tình thật đây mơ còn chuyện trên mây.